Công ty mẹ của gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook, Meta, được cho là đang có kế hoạch giới thiệu đồng tiền mã hóa riêng cũng như dịch vụ cho vay đối với các ứng dụng mà công ty sở hữu như Facebook, WhatsApp, Instagram và Messenger. Theo báo cáo của Financial Times, vào ngày 6 tháng 4, động thái triển khai token riêng của Meta nhằm hướng đến việc khám phá các nguồn doanh thu thay thế khi sự quan tâm từ cộng đồng đến Facebook và Instagram đang giảm xuống. Token tiềm năng mới của Meta được các nhân viên đặt tên nội bộ là Zuckerberg. Theo tân giám đốc của điều hành Mark Zuckerberg, sẽ nhắm đến để sử dụng trong Metaverse. Việc giới thiệu tiền mã hóa vào các ứng dụng của Meta có thể sẽ đến cùng với thời điểm công ty đồng thời khám phá khả năng tích hợp NFT cho Facebook và Instagram. Hơn nữa, Meta còn tích cực khám phá nhiều dịch vụ tài chính truyền thống hơn, tập trung vào các sản phẩm cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ với lãi suất hấp dẫn thông qua quá trình tổ chức nhiều cuộc thảo luận khác nhau với những đối tác cho vay tiềm năng.